giới thiệu cho quý vị các bạn một cây trục hoành mới làm lại bông dâm. Và đặc biệt là Minh Dưỡng để cây này phải nuôi rất là nhiều cành thở, thì để cho cái thân trực nó tạo nên những cái u cục xù xì nó đẹp hơn. Chủ trước người ta ít nuôi cành thở quá nên để nhẵn, chính vì vậy nên là nó bị trơn một số, những nhất là cái một đoạn của cái thân trực, còn bộ bệ cũng như là tay cành sau khi được điều chỉnh chỉnh lý thì Minh Dưỡng cảm thấy nó cũng hài hòa. Chia sẻ cho quý vị xem. Bộ bệ này được ký trên cái bãi đá này rất là lâu, và độ gắn kết chùn nhũn của bộ bệ này và bãi đá này cũng rất là cổ kính. Đây là mặt hai của cây. Với cái thân hoành như thế này thì trước đây người ta cũng để cái khoảng không gian này rộng quá, chính như vậy Minh Dưỡng sẽ tiết tấu thêm một cái cành ở đây và sẽ chia ra hai bông nên khoảng không này và khoảng không này, để làm sao giữa cái tổng bố cục nó sẽ hài hòa hơn và ấm hơn, không bị rộng ở giữa. Nó chấp nhận phải nuôi mất độ khoảng 5,5 nữa là cơ bản là ổn rồi. Và cũng chia sẻ với quý vị các bạn là trong khi nuôi và điều chỉnh lại bông râm thì nhân tiện thì Minh Dưỡng cũng nuôi cái thân cho nó có những cái điểm gồ ghề, điểm mấu mắt tạo nên cái điểm xù xì của cây, và những cái phần này là những cái phần mà cây nó không mọc mầm, cái thân nó không mọc mầm thì mình phải cấy nó vào. Mình lấy cái một cái cây ngoài và mình sấn nó trong và mình ép nó vào để nó sau này nó dính, và mình cắt nó đi và nuôi cành thở tạo nên cái u vếu sau này. Và bên này cũng vậy, ngoài những cái cành nào lấy tại thân luôn, những cái cành nó mới mọc ra mình vừa lấy để tạo u cục, nhưng mà vừa lấy cái cành ấy để cấy vào những cái chỗ nào mà mình cần. Lấy ví dụ như chỗ này này, đây nhá, chia sẻ với mình đây, cái lỗ này mình có thể khoan, xong mình nhét một cái cành nhỏ qua đây, rồi dần dần nó lớn lên, độ một tháng sau nó lớn nó đầy này, rồi nó như là một cái mầm mọc ở trong thân ra. Đây cũng vậy,
ở đây cũng vậy, rất nhiều. Mình cấy khoảng 15 cái mầm ở đây. Sau khi khoảng 15 cái mầm này nó to bằng ngón tay hoặc hơn ngón tay, bằng ngón tay cái, thì mình mà cắt một lần, và mỗi lần cắt như thế 3 lần thì nó tạo lên cái vấu xù xì, và nó cũng tạo nên cái thân. Khi mà có nhiều cái mầm to thế thì nó sẽ biến cái thân đi một chút, bởi vì cây này già rồi thì không sợ là nó bị trẻ ra được. Đây, cái này, đây là những cái mà mình làm rất đơn giản nhưng mà rất hiệu quả. Thay vào mà mình ký vào, một cái cây trực hoành, phải nói là rất là thuần Việt. Mình nói thuần Việt đây là một cái dáng thế rất là thuần của các cái dáng cây, cây dáng trực hoành, nhưng mà nó có một cái gì đó cổ kính. Từ cái hoành, con hoành này như là một con tử rất đẹp. Một cây trực thì đặt tay cành phải nói là rất là nghệ thuật. Đấy, quý vị xem, cho lên tới cái cổ ngọn rất tuyệt vời. Khi người nghệ nhân người ta điều chỉnh bố cục của cây này, đặt cái tay cành nói rất tuyệt vời. Mình chỉ cần phải làm lại cái bông răm bố cục cho nó chặt chẽ hơn thôi, và nó cơ bản nó đã có được rồi. Đây, quý vị xem từ cái đặt tay cành của cái thân trực và cái điểm mà chuyển cái thân trực cũng rất là khó chịu, rất mạnh mẽ chuyển chuyển cổ ngọn lên cổ ngọn, và có một cái tay hầu đẹp. Ok, chia sẻ cho quý vị các bạn là một cái cây trực hoành tại vườn Minh Dưỡng. Hy vọng mọi người xem ủng hộ Minh Dưỡng, nhớ đăng ký kênh Bonsai Minh Dưỡng trên YouTube để chia sẻ với quý vị được nhiều hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các video kế tiếp. Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn.